Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 10.730 ha cây ăn quả các loại, riêng từ đầu năm đến nay có hơn 166 ha trồng mới. Diện tích trồng mới từ đầu năm đến nay chủ yếu là chanh dây, sầu riêng, chuối và cây ăn quả khác. Theo kế hoạch năm 2024 trên địa bàn tỉnh có 12.566 ha cây ăn quả, trong đó trồng mới 2.000 ha. Đến nay trên địa bàn tỉnh, cây ăn quả các loại đạt hơn 10.730 ha trên 12.566 ha chỉ tiêu kế hoạch giao, đạt 85,40% so với kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh việc trồng mới, tỉnh chú trọng hỗ trợ người dân cấp mã số vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp 3 mã số vùng trồng nâng tổng số mã vùng trồng trên địa bàn tỉnh lên 25 mã số.